Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phần 198, sư tử biển chính là sinh vật xui xẻo nhất đại dương khi chúng liên tục bị chăm sóc bởi rất nhiều loài động vật khác nhau. Đầu tiên là cá mập. Vì sư tử biển nằm trong thực đơn yêu thích của cá mập nên cá mập thường xuyên tặng sư tử biển những cú cắn yêu nhẹ nhàng, giúp chia cơ thể sư tử biển ra làm đôi và đưa chúng sang thế giới bên kia. Cá voi sát thủ cũng không kém cạnh khi thường xuyên biến ước mơ được bay như chim của sư tử biển thành hiện thực bằng cách hất tung sư tử biển lên cao vài chục mét, khiến mỗi khi rơi xuống nước thì lớp da của chúng sẽ bị rách toạc ra. Nhiều người tưởng rằng đây là cách săn mồi của cá voi sát thủ, nhưng các nhà khoa học cho biết rằng chúng làm như vậy chỉ để giải trí mà thôi. Và kể cả khi đã ở trên cạn thì sư tử biển vẫn không thể thoát khỏi sát thủ có giao diện hình chiếc bánh Oreo này. Tất nhiên là không thể không nhắc đến chim mòng biển. Biết điểm yếu khi ở trên cạn của sư tử biển là tốc độ, nên chim mòng biển đã tận dụng điều này và đuổi theo sư tử biển để mổ ra và ăn một con mắt của sư tử biển, giúp cho sư tử biển được trở thành độc nhãn long. Và cuối cùng đó là gấu trắng. Sau khi rượt đuổi khiến sư tử biển phải lặn xuống nước, gấu trắng sẽ chờ cho sư tử biển thò đầu lên những hố băng để lấy hơi, và ngay lúc này chúng sẽ dùng móng vuốt của mình để vả bay đầu sư tử biển.